Chào bà con, đây là chùa An Lạc ở đường Phạm Văn Đồng. Thì nơi đây thì còn cái này chùa gì nữa nè, chùa Vân Sơn. Hai cái nó nằm quá gần nhau, cách nhau khoảng chừng có 100 mét à. Như vậy là Phật giáo rất là thịnh hành ở Việt Nam. Tina quán gì đó. Đây là cuộc sống của Sài Gòn nhộn nhịp của bà con ha. Quá trời nhộn nhịp đây. Đi Hòn Ngọc, cầu Vượt Linh Sơn, đường Phạm Văn Đồng, chợ Thủ Đức. Coi như họ thì cũng chia ngõ ngách thì vậy, nó xa xa để cho tài xế của họ có thể chuẩn bị đi, biết chắc chắn mình sẽ đi qua đường nào đó. Đường xá ở Sài Gòn bây giờ người ta cũng mở quá trời lớn đi rồi, người ta có nhiều cái làn đanh đường, người ta để là mở để nguyên dàn cây để, cây xanh để là tương lai nếu mà trường mặt kẹt quá thì người ta cũng có thể dùng mấy cái làn đường đó để làm đường xe. Nhưng mà mình nghĩ vậy chắc cũng đủ rồi, tại vì thế giới người ta rất là cần cây xanh. Việt Nam hiện tại giờ cây xanh cũng rất là nhiều để hút không khí ô nhiễm. Thì tương lai thì người ta có thể dùng xe điện giống như ở hải ngoại á, để giải quyết được vấn đề mà xe cộ lưu thông. Thì khi mà giải quyết được rồi thì xe Honda sẽ giảm đi, rồi xe hơi thì cũng giảm đi, tại vì xe điện ở các nước Tây phương người ta xài coi như rất là thuận tiện, đi trong vòng có mấy phút là sẽ tới một địa điểm khác kia rất là nhanh. Ok, tạm thời mình ngưng máy nha, rồi khi nào chỗ nào hay mới đâu mình quay cho bà con coi nha. Rồi bye bye.